Trước lúc bỏ mạng trong oan khuất và tức tưởi, Hàn tính đã để lại ba chữ. Vạch mặt cặp hoàng đế, hoàng hậu bị đánh giá là thất đức nhất trong lịch sử Trung Hoa. Là một trong những hoàng đế làm sát nhiều công thần khai quốc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Hán cao tổ Lưu Bang năm xưa đã từng thẳng tay triệt hạ không ít. Những nhân vật có công giúp mình gây dựng cơ nghiệp đại hán. Chiến thần nổi tiếng một thời là Hàn tính cũng là một trong những công thần xấu số vong mạng dưới tay vị hoàng đế này. Tương truyền rằng vào thời điểm trước khi bị hạ sát, hàng tính đã vì uất ức, bất bình mà để lại một câu nói. Và di ngôn cuối đời của ông cũng đã trở thành bằng chứng. Vách trần bộ mặt thật của cặp đế hậu bị thất đức nhất trong lịch sử Trung Hoa là Lưu Bang, Lữ Hậu. Một, chiến thần hàng tính, nhân tài xuất chúng hay mối hòa tâm phúc trong mắt hán cao tổ Lưu Bang. Hàng tính 229 trước công nguyên 196 trước công nguyên là một danh tướng mang danh bách chiến bách thắng. Thiên hạ vô địch dưới trướng hán cao tổ Lưu Bang. Nhờ sở hữu tài năng xuất chúng, lại là khai quốc công thần giúp Lưu Bang lập nên nhà hán. Tên tuổi của hàng tính từng được liệt vào hàng hán sơ tam kiệt, cùng với hai nhân vật nổi danh khác là Trương Lương và Tiêu Hà. Thế nhưng dù cho sở hữu công lao cái thế, hàng tính vẫn bị bức phải đi vào xe đổ của những công thần khác khi bị chính quân chủ của mình nghi kỵ và tìm cách diệt trừ. Từ sau khi Lưu Bang ngồi vững trên đế vị, chiến thần họ hàng này nhiều lần bị hoàng đế tìm cách gây khó dễ. Ngay đến tước vương từng được ban năm xưa sau này cũng bị giáng xuống làm hoài âm hầu. Có ý kiến cho rằng, Lưu Bang sở dĩ muốn trừ khử cho kỳ được vị chiến thần này. Chính là bởi ông e sợ cái tài của hàng tính và coi đó là mối họa tâm phúc. Sử cũ ghi lại, năm xưa trong một lần trò chuyện, Lưu Bang đã từng hỏi Hàng Tính một câu. Như ta thì có thể cầm được bao nhiêu quân? Hàng Tính thẳng thắn đáp. Bệ hạ cùng lắm chỉ cầm được 10 vạn. Lưu Bang lại hỏi tiếp. Vậy như Khanh thì cầm được bao nhiêu quân? Hàng Tính trả lời. Thần thì càng nhiều càng tốt. Nghe được câu nói ấy, Lưu Bang cười đáp cầm được càng nhiều binh càng tốt thì cớ sau lại bị ta bắt. Khi ấy, hàng tính nói, bệ hạ không có tài cầm quân nhưng có tài cầm tướng, vậy cho nên tính mới bị bệ hạ bắt. Sau màn đối thoại ấy, Lưu Bang càng thêm ký dè trước cái tài của hàng tính và quyết tâm trừ khử cho bằng được vị chiến thần này. Hai, Di ngôn tích tưởi của hàng tính lưu lại vết đen ngàn năm khó rửa cho Lưu Bang, Lữ Hậu, cũng bởi phải chịu sự nghi kỵ từ chính vị quân chủ mà mình phụng sự. Hàng tính chẳng những phải trải qua không ít phen lận đận. Trên chốn quan trường mà cuối cùng còn nhận về kết cục bi thảm. Về cái chết tức tử của vị chiến thần này, sử ký Tư Mã Thiên từng ghi lại vắn tắt nguyên nhân. Năm 196 trước công nguyên, Trần Hy làm phản. Lưu Bang thân hành làm tướng, đem quân đi đánh, Hàng tính mưu tập hợp người nhà làm phản ở Kinh Đô nhằm làm nội ứng cho Trần Hy. Nhưng có người môn hạ đắc tội với hàng tính và bị ông bỏ tù sắp giết. Em của người này đã báo tin với triều đình, tố cáo tính làm phản. Sau đó, Lữ Hậu đã lên âm thầm lên kế hoạch với tướng quốc Tiêu Hà. Vờ cho người phó tin rằng Lưu Bang đã giết được Trần Hy ngoài chiến trường. Các chư hầu và quan lại đều vào triều an mừng. Hàng tính sau đó theo Tiêu Hà vào cung ngay lập tức bị các võ sĩ trối lại rồi mang chém ở nhà treo chuông trong cung trường lạc trước lúc bị hành hình ông đã tức tưởi mà nói ta hối hận vì không dùng mưu kế của khoái triệt cho nên mới bị bọn đàn bà con nít lừa dối há chẳng phải vì trời muốn thế hay sao vì một câu nói ấy lữ hậu đã hạ lệnh tru di tam tộc nhà hàng tính có giai thoại khác thì truyền lại rằng hàng tính năm xưa từng được Lưu Bang Phong làm ngũ bất tử. Đại ý là còn nhìn thấy trời, thấy đất thì không chết, không bị vua giết, không dây nào có thể trói, không đau nào có thể chém. Cũng bởi vậy mà khi bị Lữ Hậu lừa vào cung để trừ khử, vị chiến thần này yêu cầu được gặp hoàng đế để đối chứng. Lữ Hậu khi đó liền nói, Ngươi phạm vào đại tội mưu phản, ta phục mệnh quân vương diệt trừ ngươi ngươi cũng không nhìn xem mình đang đứng ở chỗ nào hay sao. Hàng tính nhìn xung quanh thì thấy không gian âm u. Nhìn lên trần nhà chẳng có một tia sáng mặt trời, mặt đất lại trải thảm. Quân vương cũng chẳng ở hoàng cung, lòng thầm kêu khổ. Không đợi hàng tính giải thích, lữ hậu đã nói thêm. Quân vương phong ngươi làm ngũ bất tử, chúng ta ắt sẽ tuân theo lệnh quân vương. Không có dây thừng nào được trói ngươi cũng không có trao kiếm nào được chém ngươi. Thế nhưng những thứ này chúng ta vốn không cần dùng tới. Nói xong, Lữ Hậu liền vung tay lên. Mấy chục cung nhân từ hai bên ùa ra. Hai ai cũng cầm cung gỗ, xông lên đánh chết hàng tính. Cũng theo giai thoại dân gian nói trên thì trước lúc vong mạng, vì chiến thần ấy còn uất ức là lớn ba chữ. Ta không phục từ hai phiên bản khác nhau về câu nói cuối đời của hàng tính. Không khó để nhận thấy dù có sự khác biệt về mặt câu chữ, thế nhưng những di ngôn ấy đều chất chứa sự tức giận và bất bình của vị chiến thần này. Nhớ năm xưa, vị tướng Bách Chiến Bách Thắng ấy từng nhiều lần. Bán mạng ngoài xa trường mới có thể giúp Lưu Bang gây dựng nên cơ đồ nhà Hán. Những chiến công như Bình Định, Tam Tần, Diệt Ngụy, Lấy Triệu, Phạt Tề, hay như chiến thắng quyết định ở trận cai hạ với hạng vũ cũng đều có một phần công lao không nhỏ của ông. Bởi vậy mà có ý kiến cho rằng, nếu không có sự góp sức của chiến thần bách chiến bách thắng như hạng tính, Lưu Bang chưa chắc đã có thể tự mình gây dựng nên cơ đồ đại hán. Chỉ tiếc rằng vị công thần tài năng ấy chung quy cũng chẳng thể thoát khỏi kết cục. Cao Đĩa Tận, Lương Cung Tàn, Địch Quốc Phá, Mưu Thần Vong, chim bay cao hết thì cung tốt vứt bỏ nước địch phá xong thì mưu thần bị giết. Nhận định về cái chết của hàng tính, đa số các nhà nghiên cứu lịch sử đều cho rằng tội danh mưu phản mà ông bị triều đình gán cho khi ấy kỳ thực chỉ là vu cáo. Và có lẽ điều khiến hàng tính đến lúc vong mạng cũng không khỏi uất ức nằm ở chỗ. Người gây nên thảm kịch cuộc đời mình lại chính là Lưu Bang và Lữ Trĩ, cặp đế hậu mà ông từng dốc lòng phụng sự cái kết bi thảm và vụ án oan khuất của chiến thần nổi danh đầu thời nhà hán này cũng đã trở thành vết đen không thể xóa nhòa trong cuộc đời của Lưu Bang cùng Lữ Hậu. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho hai nhân vật này từng bị đánh giá là cặp đế, hậu thất đức nhất trong lịch sử Trung Hoa. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé, đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn